Trong bài học này thì tôi chia sẻ cho các bạn cách để tối ưu cái liên kết nội bộ. Thì như các bạn biết rằng là liên kết nội bộ là một trong những thành phần rất quan trọng trong việc làm SEO. Bởi vì các bạn đã xem cái clip là Google hoạt động như thế nào thì các bạn đã biết rằng Google sử dụng rất nhiều spider để vào thu thập để đọc các cái trang web của chúng ta. Do vậy chúng ta phải làm bắc cầu cho cái spider để nó di chuyển được dựa vào các liên kết. Spider di chuyển từ trang web này sang trang web khác ấy, để thu thập dữ liệu. Vậy thì dựa vào cái đường link, dựa vào các liên kết giúp Spider dễ dàng có thể di chuyển được giữa các trang web với nhau. Các bạn chú ý là do liên kết là rất quan trọng nên trong các bài viết của chúng ta nên bổ sung nhiều cái liên kết nội bộ trong các bài viết, liên kết giữa trang web này với trang web khác. Liên kết đến trang chủ, liên kết đến các trang danh mục cấp 1, liên kết đến trang danh mục cấp 2, liên kết đến các trang khác, các trang liên quan, liên kết đến các trang mới tạo ra. Chúng ta hãy làm giàu các liên kết như vậy, có thể liên kết đến cả các cái tag bài viết. Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn ví dụ cho các bạn trong sau cái clip này, ngay dưới clip này. Và đặc biệt một cái chú ý nữa, đó là ta muốn lên top với từ khóa nào thì nên ta nên đặt cái từ khóa đó vào trong cái đường link hay người ta gọi là anchor tag, anchor tag. Ở đây là một cái ví dụ là tôi muốn lên top với cái từ khóa là thiết kế nhà ống 5 tầng thì tôi sẽ tạo ra các liên kết nội bộ từ những trang khác ở trong cái website của chúng ta, người ta gọi là liên kết nội bộ. Tôi lấy ví dụ như là tôi đang ở cái trang web là thiết kế nhà ống 3 tầng thì tôi sẽ viết nội dung liên quan đến thiết kế nhà ống 3 tầng này và trong đó có một cái đường link là thiết kế nhà ống 5 tầng giá rẻ ở đây chẳng hạn, thì tôi muốn SEO cho cái từ khóa là thiết kế nhà ống 5 tầng thì tôi sẽ cho cái từ khóa thiết kế nhà ống 5 tầng giá rẻ này liên kết tới cái trang web là liên quan đến từ khóa mà cần lên top. Vậy thì cái trang web thiết kế nhà ống 5 tầng này sẽ được tăng thứ hạng, được thứ hạng cao hơn nhờ có nhiều liên kết từ bên ngoài trở đến, nhờ có nhiều liên kết từ bên ngoài trở đến. Vậy thì nguyên tắc là chúng ta sẽ tạo ra nhiều cái trang web liên quan đến nội dung của thiết kế nhà ống này và ta sẽ liên kết tới. Bằng việc liên kết như này thì giúp cho cái trang được liên kết tới sẽ có thứ hạng cao hơn. Các bạn hãy chú ý điều này. Tương tự như vậy, các bạn hãy chú ý sau. Trong trường hợp này, ta muốn lên top từ khóa nào thì ta nên cho nó chọn nằm trong cái đường link người ta gọi là anchor tag. Ở trong trường hợp này có hai cái trang đích, có hai cái trang trang liên quan đến cái trang thiết kế nhà ống 5 tầng đều có đường link trở đến, các bạn nhìn thấy không ạ? Nó rất là quan trọng. Tuy nhiên trong trường hợp này thì người người làm SEO đang bị SEO SEO không có đúng, bởi vì các bạn nhìn thấy ở đây tận dụng cái yếu tố tôi vừa nói, nhưng cái người làm SEO này SEO quá đà, người ta lại có đến hai cái đường link cùng chọn về một trang đích, các bạn nhìn thấy không ạ? Người ta ví dụ người ta đang ở cái thiết kế nhà ống 3 tầng này, người ta đặt hai cái liên kết nội bộ cùng chọn về một trang đích, cùng chọn về trang đích là thiết kế nhà ống 5 tầng. Tương tự như vậy, cái trang thiết kế biệt thự Pháp này cũng có hai cái đường link, hai đường link cùng chọn về một trang đích, thì cái việc làm này là làm không tốt. Thay vì điều này thì ta sẽ chỉ có một đường link thôi, các bạn nhớ này, chỉ có một đường link ở bên trên được tính thôi, các bạn trường hợp này thì chỉ có link trên cùng được tính thôi. Vậy thì thay vì điều này ta sẽ cho cái đường link bên dưới trỏ đến trang đích khác, trỏ đến rất nhiều trang đích, bởi vì chúng ta có hàng nghìn hàng vạn cái trang web là các trang đích khác. Do vậy chúng ta hãy tận dụng cái sức mạnh của liên kết nội bộ, ta trỏ link đến trang đích khác để cho sức mạnh được nhân lên. Và có một cái chú ý ở đây đó là ta không nên dùng các cái anchor tag, đây người ta gọi là các anchor tag giống hệt nhau để đi liên kết, để đi link, mà chúng ta có thể sử dụng các cái từ khóa và các từ khóa mở rộng làm anchor tag để cho Google thấy rằng chúng ta làm một cách rất là tự nhiên, chúng ta không cố tình chúng ta làm SEO. Nếu mà chỗ nào các bạn cũng để cái anchor tag là thiết kế nhà ống 5 tầng, chỗ nào cũng thiết kế nhà ống 5 tầng mà chỏ đến cùng một trang đích thì việc này là dễ bị Google nó phạt. Vậy chúng ta phải đa dạng hóa cái anchor tag, các bạn nhớ này, các bạn phải đa dạng hóa anchor tag bằng các từ khóa và các từ khóa mở rộng. Ví dụ như các bạn có thể thêm những tính từ vào, các bạn thêm những khu vực địa lý, ví dụ như đây thiết kế nhà ống Hà Nội đúng không ạ, thiết kế nhà ống 5 tầng này, thiết kế nhà ống Hà Nội này, rõ ràng rất nó khác nhau rồi. Thiết kế nhà ống 5 tầng, thiết kế nhà ống đẹp đúng không ạ, nó đã khác nhau rồi. Vậy thì cách dùng
đa dạng hóa ad tech như này để ta SEO một cách an toàn hơn, an toàn hơn. Và đặc biệt đấy, tôi đã có một cái chú ý ở đây là các bạn không nên chọ hai link về cùng một trang đích. Trong trường hợp này là tôi đã có một cái cảnh báo sai đây rồi, cùng chọ về một trang đích là chúng ta không làm được việc này, nó sẽ không đúng. Và các bạn nhớ rằng khi ta làm SEO thì cần phải có nhiều liên kết chứa các anchor tag liên quan đến các trang đích ta cần SEO. Liên kết nội bộ tôi nhắc lại nó rất quan trọng. Do vậy trong quá trình ta làm SEO thì ta cần phải có nhiều, ta bổ sung nhiều liên kết nội bộ chọ đến rất nhiều các trang đích khác nhau. Và điều này nó giúp các cái trang web của chúng ta nó sẽ cùng mạnh lên, cùng đưa nhau đẩy lên có thứ hạng cao hơn. Và tôi sẽ ví dụ cho các bạn thấy rằng là liên kết nội bộ trong các bài viết của người ta thì người ta sẽ xử lý như thế nào. Lấy ví dụ đây, tôi ví dụ như là ta sẽ vào một cái bài viết là của In Việt Dũng chẳng hạn, và bài tem 7 màu chẳng hạn, in tem 7 màu đây. Thì rõ ràng là trong một cái bài viết của bên In Việt Dũng, người ta đã có rất nhiều các anchor tag, các bạn nhìn đúng không ạ? Anchor tag đây, tem 7 màu đây, thì nó sẽ liên kết đến một cái bài về tem 7 màu. Đây lại có anchor tag khác là in tem 7 màu, thì nó liên kết đến bài có mã số là 23. Các bạn nhìn đúng không ạ? In tem. Tương tự như vậy, các bạn có thể khảo sát rất nhiều các trang web. Thì đây chính là phần nội dung của các trang web. Các bạn phải liên kết đến cả trang chủ, liên kết đến cả các cái bài viết liên quan. Các bạn nhìn không? Có rất nhiều bài viết liên quan, bài viết mới nhất, bài viết cùng chuyên mục. Thì cái phần này là người lập trình nên lập trình một cách tự động để có những cái phần tăng cường các liên kết nội bộ lên trong các trang web. Các bạn nhìn không ạ? Có rất nhiều liên kết sang các bài viết mới, các bài viết xem nhiều, các bài viết cùng chuyên mục. Thì việc này nó giúp tăng cái thứ hạng lên của các bài viết mà có liên kết tới. Và tất cả những cái liên kết này người ta gọi là các anchor tag. Các anchor tag các bạn nhìn ạ, đều chứa các từ khóa cần SEO. Do vậy cái cách làm như này thì nó giúp cho ta SEO được rất nhiều các cái trang đích với các từ khóa khác nhau.